Thật khó. Hôm nay chẳng lại bông bông đây. Mình cũng thôi. Đẹp rồi. Cho em sẽ đứng ở sát các em quá vậy. Rồi, không muốn con sự thay đổi đi. Cái này chết cho rò mà, bà có lời cho rò được chứ. Bà kèo đến thường kèo cái nửa cái. Kèo đến đi xuống, 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 đến đi. Đừng có lùi để cho tiến chứ đừng có lùi. 4, 1 đi rồi. Bắt đầu rồi. Rồi. Bàn cơ từ ra. Điểm cân đời. Trung hình. 5-1. Đế Đinh. Rồi. Đẹp. Làm sao đây này? Nhẹ. Cất tử. Rồi. Nhiều lên. Đưa đầu tốt, điểm cơ đời. Tập trung. 2-6. Rồi. Sao? Đó đó. Nhẹ. Bắt rồi. 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 Cầu thủ Kim Long, cầu thủ Kim Long cầm bóng đá bóng. Đình Nghị bắn bóng bóng lên đi. Rồi. Không, mạnh. Nếu. Huê, để ý đây. Làm sao? Huê. Đẹp. Rồi. Nhẹ. Rồi. Bóng đi ra ngoài. Bắn cao lên đi. Điểm cơ đồ không đúng. 8-2. Cầu thủ số 7 Kim Long cầm bóng ra đấy. Rồi. Nêu. Hai rồi. Năm. Ngoài. Một pha cầu bóng rất đẹp của cầu thủ Lê Ngàn, nhưng đầu đội của mình không thể đánh bóng qua tâm. Điểm cho đội Tô Linh đứng 2. Rồi, nêu. Quá đi. Nó lớn, bất sửa đồ tương lớn. Điểm cho đội Tô Linh 3-4. Nêu bên đi ngon. Bóng bóng không có lưới được cơ đội công lý hiệu tâm tâm 4-4 cơ đội Kim Anh cơ đội tâm tâm phá bóng. Ngoài.
Nếu bên đi à, không rồi lấy được một điểm cho mình không muốn mười một đến để chàng ơi tốt còn lại ngồi đi ngồi chờ khỏi nữa đừng lơ hoa chén chay là con ngồi đó đi ngồi đây ngồi nè. Đó, ăn rồi. Điểm cho đều. Tân Tân. Ôm vào đây. 6-11. Tân Tân 11-15.
rồi. Đừng đến hàng đến Rồi. Đúng là mùa mưa bom của đội tập trung. Trong tay
không được 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 Chúng ta bắt đầu được công bằng là bước như bằng
đang diễn ra hết sức căng thẳng với điểm số là 22-22. Đội tuyển Hàn Quốc đồng tình với Lê Hùng Dõng, anh là một đội trưởng trong chiều đầu tấn công. Con ngồi đây ghế đi. Ngồi không đủ ngồi cả hai nhau. Bên trên mặt của ông Lê Hùng Dõng. Đi đi. Đây có ba đình nè, ba đình các cậu. Đây có ba đình ạ. Đánh đi. Ngoài rồi, ngoài. Rất tốt. Vượt qua các đội quân được rất tốt.